Làng dân chủ đại chiến vì Đào Minh Quân Phiên tòa xử đám đàn em của Đào Minh Quân, Ly Sa Phạm mới diễn ra được quá nửa. Mấy chục nhân mạng đã bị tòa kết án cho nhập kho với các mức án khủng. Trái với dư luận chung, đều lên án những kẻ bạo động, dùng chiêu thức của khủng bố để uy hiếp chính quyền và đánh giá cao thành công của lực lượng công an đã xử lý kịp thời đám thiêu thân của Đào Minh Quân này. Cho dù đã để xảy ra một số vụ khủng bố, thiệt hại tài sản, thì người ta thấy làng dân chủ Việt, nơi mà các gương mặt luôn tự nhận là đấu tranh dân chủ ôn hòa, lại xảy ra đại chiến, đấu khổ với nhau công khai, quanh việc lên án hay ủng hộ các đồng phạm của Đào Minh Quân. Số khá đông, có vẻ áp đảo hơn, như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Thúy Hạnh thì xả hàng loạt bài thoá mạ sự ngu dốt điên cuồng của những kẻ nghe theo Đào Minh Quân đấu tranh bạo động, sử dụng vũ lực để chống cộng đoàn trang khinh bỉ những bị cáo này là chết bởi chú phỉnh quá ngu quá điên đồng thời quy kết đám đào minh quân và những kẻ chống cộng bằng livestream tức anh hùng bàn phím không thực sự dấn thân vì đấu tranh dân chủ như cô này và các đồng bọn ở hà nội đã dám xuống đường biểu tình cho thành phần đảng livestream chống cộng bằng miệng để yêu nước bằng máu người khác ngay sau sự kiện này, người ta thấy cô này và dàn lâu la đệ tử tích cực quảng bá cho việc bán các cuốn sách chính trị bình dân, phản kháng phi bạo lực nhằm vận động các nhà đấu tranh dân chủ, nên theo khuynh hướng đấu tranh bất bạo lực thuộc phe của xã hội dân sự do cô, nhóm Voice hay sư phụ Nguyễn Căng A đang khởi xướng. số không hề ít khác như Nguyễn Tường Thụy, Bùi Thị Minh Hằng thì lại lên án đồng bọn thay vì lên án cộng sản, lại đi nhằm vào đồng bọn cùng mục tiêu lật đổ cộng sản. Đáng lý phải bao biện, phải vu cáo chính quyền gắn tội cho thanh niên yêu nước, khủng bố nhưng không nhằm vào giết dân lành kia, lại hả hê và lợi dụng cơ hội này để quảng bá cho đường hướng phe cánh của mình. Bất mãn, Bùi Hằng tuyên bố về làm vườn cho lành. Bà này đã hàng chục lần tuyên bố từ biệt phong trào dân chủ mà vẫn chưa xong. Đáng chú ý, một số nick còn vào ca tụng ủng hộ quan điểm của Nguyễn Tường Thụy lại là thành viên Việt Tân, gọi những người theo Bùi Minh Quân bị kết tội khủng bố là những người can đảm, đe dọa, đã có những người hy sinh thân mình để lót gạch, ngày hội lớn trùng phùng sẽ tính sổ sau. Nghe tuyên bố kiểu này, ối kẻ khoác áo đấu tranh dân chủ ôn hòa dựng tóc gáy nguyễn tưởng thụy từ lâu đã trở thành dư luận viên của việt tân với sự tương tác và cách thức thể hiện của các đồng đảng việt tân cho thấy không chừng đào minh quân là con bài của việt tân nhằm theo đuổi và thể hiện đúng bản chất khủng bố từ thuộc khai sinh của chúng từ người khai sinh hoàng cơ minh mà hàng năm họ vẫn linh đình tưởng niệm việt tân phải thay hình đội lốt đấu tranh bất bạo động, ôn hòa, xã hội dân sự, chẳng qua là do Mỹ và phương Tây thay đổi chính sách, dùng chiêu bài khủng bố để tạo lập chiến tranh nhân quyền, nên đám này muốn tồn tại thì phải thay hình thoát xác mà thôi. Dự rằng làng dân chủ sắp tới sẽ phân hóa và chiến tranh ngầm với hai khuynh hướng rõ ràng này. Chỉ có Việt Tân vẫn thủ lợi, đi với đám ôn hòa thì dùng đám voice, đi với đám bạo động thì dùng đào minh quân.